nên duyên nghĩa vợ chồng là mối lương duyên từ tiền kiếp. Ấy vậy mà có những cặp đôi lại mang đến đau khổ cho người bạn đời của mình. Vì lý do ăn xong không rửa bát, Nguyễn Minh Chí đã dùng dao đâm vào vùng ngực, mặt và lưng của vợ và không ngừng cho đến khi có người đến can ngăn. Ăn xong không rửa bát, vừa bị chồng đâm 6 nhát dao. Xuất phát từ việc vợ ăn xong nhưng không rửa bát, Nguyễn Minh Chí dùng dao đâm vào vùng ngực, mặt và lưng vợ. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí, 50 tuổi, trú xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, 7 năm tù về tội giết người. Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian chung sống, giữa Chí và vợ là bà Trần Thị Thu Hát, 42 tuổi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Chí nghi ngờ vợ ngoại tình. Đến năm 2016, Chí có những lời nói, hành động không bình thường hay gây gổ đánh vợ. Chí được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám và được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, Chí xuống bếp nhìn thấy có một bát nhựa chưa rửa nên lớn tiếng hỏi vợ, sao ăn xong không rửa mà để đó. Lúc này, bà Hát nhớ lại chuyện chồng hay ghen tuông vô cớ nên bước đến đá cái bát để dằn mặt. Bực tức, Chí lấy con dao Thái Lan đâm 4 nhát vào vùng ngực, mặt vợ. Khi bà Hát định bỏ chạy thì bị Chí đâm tiếp 2 nhát vào lưng. Sau đó, bà Hát lao ra ngoài kêu cứu và được người dân đến can ngăn, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trung tâm pháp y tỉnh xác định nạn nhân Hát bị thương tích với tỷ lệ 14%. Nghe xong câu chuyện này, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy xót xa. Mong rằng qua câu chuyện trên, chúng ta sẽ biết kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn với những người yêu thương xung quanh mình. Một câu chuyện có phần trớ trêu đã xảy ra với người phụ nữ Trung Quốc trong lúc cô đi chơi tại sở thú. Đang say mê ghi lại hình ảnh của chùa Sơn Lâm, bất ngờ cô bị chú hổ phun nước tiểu vô mặt. Clip, nữ du khách hoảng hốt bỏ chạy vì hành động khó tin của hổ dữ. Khi đang quay phim tại một công viên hoang dã ở miền Bắc Trung Quốc, người phụ nữ bất ngờ bị con hổ phun nước tiểu vào người. Đoạn clip hài hước này được ghi lại vào ngày 5 tháng 5 tại công viên hồ Siberia Waipo ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cụ thể, một người phụ nữ đang dùng điện thoại quay clip về một con hổ. Thấy con hổ đi về phía mình, người này hài hước bình luận, hãy nhìn xem, nó đang đi như người mẫu. Tuy nhiên, con hổ bất ngờ quay lại và phun nước tiểu vào người phụ nữ khiến cho cô hốt hoảng bỏ chạy. Theo các quan chức của công viên, hành vi của con hổ không phải là cố ý mà là hành động đánh dấu lãnh thổ của nó. Con vật đang đi tiểu vào thành lồng thì không ngờ du khách lại đứng gần ở đó. Các quan chức đảm bảo với công chúng rằng những sự cố như trong clip rất hiếm khi xảy ra và con hổ không thường xuyên thể hiện hành vi như vậy. Hải Vân T. Hát. Dù có yêu quý động vật đến đâu, có lẽ chúng ta vẫn luôn nên giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã. Chắc chắn không ai khác mà chính cô gái ấy sẽ nhớ mãi bài học này. Hổ dữ không giết con, nhưng có lẽ người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây còn dữ hơn cả hổ. Một người phụ nữ 67 tuổi đến từ vùng Krasnoyarsk của Nga vừa bị buộc tội âm mưu giết người khi thuê sát thủ để giết cô con gái 48 tuổi của mình. Người mẹ dàn xếp vụ việc với ý định chiếm căn hộ của con gái sau khi cô qua đời. Cái kết đắng cho bà mẹ thuê sát thủ giết hại con gái ruột. Một người phụ nữ Nga đã bị buộc tội âm mưu giết người sau khi thuê sát thủ ám hại chính con gái ruột nhằm mục đích chiếm đoạt căn hộ của cô. Một người phụ nữ 67 tuổi đến từ vùng Krasnoyarsk của Nga vừa bị buộc tội âm mưu giết người khi thuê sát thủ để giết cô con gái 48 tuổi của mình. Người mẹ dàn xếp vụ việc với ý định chiếm căn hộ của con gái sau khi cô qua đời. Theo cơ quan điều tra, bà mẹ đã chia sẻ ý định giết con với một hàng xóm và được người này cho biết có quen một sát thủ. Ngày 19 tháng 4 năm nay, người hàng xóm đã sắp xếp một cuộc gặp giữa bà mẹ và sát thủ trong một công viên tại Odeskaya, thành phố Krasnoyarsk. Hai bên đã thảo luận chi tiết về kế hoạch và phương thức gây án. Tại đó, bà mẹ tàn nhẫn hứa sẽ trả cho sát thủ số tiền 80.000 ruble, khoảng 1.040 USD sau khi người này cung cấp đủ bằng chứng cái chết của con gái bà. Nhưng sau khi thỏa thuận xong xuôi, thay vì ra tay với con gái của người đàn bà 67 tuổi, kẻ được thuê giết người đã đến thẳng đồn cảnh sát và báo cáo lại về vụ việc. Để thu thập bằng chứng cần thiết nhằm kết tội bà mẹ, các điều tra viên yêu cầu người đàn ông tiếp tục đóng vai sát thủ và dàn dựng vụ giết người giả mạo. Tiếp đó, cảnh sát thông báo cho cô con gái 48 tuổi về ý định của bà mẹ và yêu cầu cô chuyển cho một bằng chứng để tạo dựng cái chết giả. Ngày 3 tháng 5 vừa qua, sát thủ dưới sự giám sát của các điều tra viên Nga đã thông báo cho bà mẹ rằng anh ta đã hoàn tất hợp đồng. Anh ta còn tả lại rằng đã giết chết cô con gái bằng cách dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Để khiến bà mẹ tin lời, sát thủ đã đưa cho bà này một chiếc túi của nạn nhân. Cùng ngày, bà mẹ chuyển 80.000 ruble như đã hứa vào tài khoản của người đàn ông chấp nhận việc giết thuê. Sau khi có tất cả các bằng chứng cần thiết, cảnh sát đã bắt giữ bà mẹ. Hiện bà ta bị buộc tội giết người theo Điều 3, khoản 33, Điều 1 của khoản 30 của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên có chuyện thuê sát thủ giết hại người thân ở Nga. Hồi tháng 4 năm nay, Anastasia Miloskaya, một nhân viên bất động sản 38 tuổi, đã bị một sát thủ đánh đập và bóp cổ đến chết. Sau khi bị sát hại, xác của Miloskaya bị bỏ rơi trong một thùng rác ở thành phố Balashikha gần Moskva. Ngay sau đó, các nhà chức trách đã bắt giữ cô con gái 14 tuổi của Miloskaya và một cậu bé 15 tuổi, được cho là bạn trai của cô. Cảnh sát nghi ngờ con gái nạn nhân và bạn trai đã thuê hai thiếu niên khác giết mẹ với khoản phí 350.000 ruble. Truyền thông địa phương cho biết cậu trai 15 tuổi đã sống cùng gia đình Miloskaya tại căn hộ của họ. Trước khi bị giết, Miloskaya đã nhiều lần thuyết phục cậu trai kia rời căn hộ, cho rằng con gái mình đang bị bạn trai gây ảnh hưởng xấu. Thật đáng tiếc, hành động của Miloskaya bị đôi trẻ xem là sự can thiệp thô bạo nhằm ngăn cấm tình cảm của chúng. Vì thế cả hai đã đồng lòng thuê sát thủ và để chúng vào căn hộ giết chết Miloskaya. Toàn bộ các nghi phạm, tất cả đều dưới 17 tuổi, đã bị buộc tội giết người và âm mưu giết người. Nếu bị kết án, các nghi phạm phải đối mặt với bản án tối đa là 10 năm tù. Quả là may mắn khi người sát thủ đã bỏ qua sự cám dỗ của đồng tiền và đi đến cơ sở cảnh sát để trình báo. Như tôi vẫn luôn nói, để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình, hãy luôn thử ngồi lại nói chuyện với nhau một cách chân thành, bởi trong thâm tâm, chúng ta vẫn thực sự quan tâm đến người thân của mình. Khoảnh khắc đu quay đổ sập khiến 20 du khách lao thẳng xuống đất. Nga, khoảnh khắc đu quay gãy trục khiến hàng chục du khách bị thương sau khi gặp tai nạn kinh hoàng trong trò chơi đu quay cảm giác mạnh tại một khu hội chợ. Theo trang Insiderweb, những đưa tin ngày 8 tháng 5, một sự cố nghiêm trọng đã xảy tại công viên trò chơi ở Orenburg, phía đông Moscow. Hình ảnh ghi lại cho thấy khi những du khách đang chơi trò chơi đu quay, cảm giác mạnh thì bất ngờ trục chính của đu quay bị gãy khiến người chơi rơi thẳng xuống đất với tốc độ cao. Được biết, thời điểm trên có khoảng hơn 20 người, trong đó có nhiều trẻ em tham gia chơi trò đu quay mạo hiểm này. Ngay sau khi sự cố xảy ra, rất nhiều người chứng kiến đã nhanh chóng ập đến chiếc đu quay gặp nạn để đưa người ra ngoài. Vụ việc khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó có khoảng 8 trẻ em và 2 người được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Các nạn nhân của vụ tai nạn đều được đưa đến một bệnh viện gần đó để điều trị vết thương. Theo báo cáo, đu quay gặp sự cố đã hoạt động được khoảng 17 năm, là một trong những trò chơi thu hút du khách trong khu hội chợ. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc để xem xét những người phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người tham gia trò chơi mạo hiểm. Những gì đã xảy ra là không thể chấp nhận được. Sức khỏe và sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Những người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra chắc chắn phải bị trừng phạt, một quan chức địa phương cho biết. Ông Timur Sogenhop, giám đốc công viên, khẳng định trước sự cố rằng tất cả các trò chơi đều được kiểm tra an toàn. Đu quay hay trò chơi cảm giác mạnh hiện là trò chơi rất hút tại các công viên giải trí. Tuy nhiên, đã có không ít vụ tai nạn liên quan đến các trò chơi mạo hiểm được ghi nhận trên thế giới. Cũng giống như chúng ta, người xưa cũng rất tò mò về sự phát triển của công nghệ trong tương lai sẽ thay đổi cuộc sống của con người như thế nào. Có những dự đoán tưởng chừng như quá viển vông, nhưng cũng có những dự đoán đang dần trở thành hiện thực trong ngày hôm nay. Có rất nhiều tiên đoán đã trở thành sự thật, nhưng cũng không ít lời tiên tri trong đó mãi mãi không bao giờ diễn ra. Một, thư từ sẽ được chuyển bằng những bưu tá biết bay, đeo động cơ phản lực sau lưng. Thư từ ngày nay trên thực tế được chuyển cũng nhanh, nhưng hơi khác một chút. Chúng ta dùng email thư điện tử. Hai, các nhà tiên tri học của Mỹ đã đưa ra một tiên đoán hài hước vào năm 1900. Đó là vào năm 2000, một số chữ trong bảng chữ cái sẽ biến mất. Theo đó, các chữ C, X, Q sẽ không tồn tại bởi chúng sẽ không cần thiết dùng trong từ và người dùng cũng không phát âm các âm C, X hoặc Q nữa. 3. Các bệnh viện ngày nay quả là có áp dụng máy móc và robot vào khám chữa bệnh, nhưng để kê đơn thần tốc như hình thì không. 4. Người xưa đã nghĩ về những cỗ máy truyền tải kiến thức tự động. Chỉ cần thả sách vào là học sinh nắm được hết. 5. Thông qua các tấm bưu thiếp của các họa sĩ Pháp, người xưa đã tiên tri lạ lùng về thế kỷ 21 của nhân loại. Trong đó, cuộc sống của con người có nhiều biến đổi đáng kể nhờ những phát minh độc đáo. Trong ảnh là tấm bưu thiếp thể hiện ý tưởng lính cứu hỏa được trang bị đôi cánh rơi có thể bay để dập tắt hỏa hoạn ở những tòa nhà cao tầng mà xe cứu hỏa bình thường không thể vươn tới. 6. Cửa hàng cắt tóc tự động dành cho các quý ông trông có vẻ khá nguy hiểm là một trong những lời tiên tri về cuộc sống thế kỷ 21 của người xưa gửi gắm qua tấm bưu thiếp này. 7. Cuộc đua cá dưới đáy biển hấp dẫn mọi người. 8. Xe bus chạy bằng cá voi giúp hành khách có chuyến thám hiểm đại dương ấn tượng. 9. Năm 1909, Jules Bois dự đoán rằng một loại xe đạp bay sẽ ra đời, cho phép tất cả mọi người đi qua không khí theo ý muốn. 10. Máy trang điểm tự động dành cho các quý cô thích làm đẹp. Nếu có cô máy làm đẹp này thì phụ nữ sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi trang điểm.
chúng ta đã đi được một quãng đường phát triển rất dài, nhưng có lẽ vẫn chưa hề gần với những gì người xưa dự đoán. Nhưng cũng chả thể biết được thế giới trước ngày mai như thế nào, bởi công nghệ luôn mang đến những điều không thể và biến những điều bất khả thi thành những hiện thực. Mới đây, các nhà nghiên cứu về đội quân đất nung hoành tráng tìm thấy trong lăng mộ của Tân Thủy Hoàng đã tìm thấy một bí mật lớn. Theo đó, số lượng này có thể chịu ảnh hưởng mạnh từ nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp cổ đại, một sự giao thoa đầy bất ngờ. Lăng mộ Tân Thủy Hoàng rộng hay đặc, chuyên gia quyết định khoan hơn 40.000 lỗ bên trên mới tìm ra manh mối quan trọng. Lăng mộ Tân Thủy Hoàng vẫn luôn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Vì vậy, họ đã quyết định khoan hơn 40.000 lỗ trên gò đất chôn cất Tân Thủy Hoàng và tìm thấy nhiều manh mối quan trọng. Bí ẩn lăng mộ Tân Thủy Hoàng. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, người Trung Quốc xưa đã nảy sinh quan niệm về phong thủy của lăng mộ. Tức là, khi chọn địa điểm để xây dựng, người xưa phải đảm bảo theo nguyên tắc lập mộ an phần cần phải ở nơi có núi có nước. Những nơi có địa thế như vậy được coi là tốt nhất cho phong thủy của lăng mộ. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chính là một kiểu mẫu lăng mộ được xây theo quan niệm phong thủy đó. Tần Vương mất ngày 11 tháng 7 năm 210 trước Công nguyên, ở tuổi 49, lăng mộ của ông được xây dựng rất hoành tráng. Quá trình xây dựng lăng mộ kéo dài tới 38 năm, huy động 700.000 lượt người. Thực tế, lăng mộ được xây dựng ngay từ khi Tần Thủy Hoàng mới 13 tuổi, nhưng được đẩy mạnh sau khi ông lên ngôi hoàng đế và công trình chỉ hoàn thành sau khi Tần Đế qua đời. Trong bộ sử ký, Tư Mã Thiên thuật lại việc xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng như sau: khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thôn tính được thiên hạ thì rời 70 vạn người trong thiên hạ đến xây lăng mộ, đào ba con suối, ở dưới đổ đồng nung và đưa quách vào, đem những đồ quý báu của các cung điện, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn tên hễ có ai đào đến gần thì bắn ra. Sai lấy thủy ngân làm 100 con sông như Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau. Ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy dầu cá nhân ngư để thắp đuốc, chủ tính thế nào để chảy mãi mãi. Sau khi chôn cất xong, có người nói những người thợ làm máy và cất giấu đều biết chỗ cất giấu, thế nào họ cũng tiết lộ việc lớn. Cho nên sau khi cất giấu xong, Tần Nhị Thế, con trai Tần Thủy Hoàng, sai đóng đường hầm đi đến huyệt và cửa ngoài hầm. Những người thợ và người cất giấu không làm sao thoát ra được. Rồi sai trồng cây, trồng cỏ lên trên ngụy trang thành cái núi. Vì vậy, những thông tin về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng không có nhiều. Phát hiện quan trọng. Năm 1974, trên một cánh đồng vắng vẻ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một số nông dân đang đào giếng gần Tây An phát hiện hàng loạt tượng binh sĩ làm bằng đất nung với kích thước tương đương người thật. Sau nhiều thập niên khảo sát, các nhà khảo cổ nhận định đó là một phần trong đội quân gồm 8.000 binh sĩ đất nung bảo vệ vòng ngoài cho lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ cũng xác định sự tồn tại của một cung điện nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Phát hiện này thực sự rất đáng giá, nhưng các nhà khoa học vẫn lo lắng bởi trong một số tài liệu sử có chép lại rằng Hàng Vũ đã từng phái 300.000 binh lính của mình và đặc biệt cử Anh Bố chỉ huy nhiệm vụ khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, khi đoàn quân của Hạng Vũ tiến hành đào mộ của Tần Thủy Hoàng gặp nhiều khó khăn. Lối đi của lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được đào, nhưng bên trong có rất nhiều cạm bẫy, khiến binh lính thương vong rất nhiều. Hạng Vũ tự mình đi vào và rơi vào bẫy. Vì vậy, Hạng Vũ ra lệnh đốt toàn bộ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng trong cơn thịnh nộ. Nhiều người cho rằng, sau khi bị lửa thiêu rụi, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Để xác định xem lăng mộ thực sự rỗng hay không, các nhà khảo cổ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như thiết bị dò tia vũ trụ và khoan vào lòng đất. Sau khi khoan tới hơn 40.000 lỗ xung quanh gò đất cao 76 mét, có hình dạng gần giống một kim tự tháp. Rồi đưa máy dò xuống nơi được cho là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở đó, họ đã tìm ra được nhiều manh mối quan trọng. Các nhà khảo cổ không tìm thấy dấu vết của sự phá hủy nhân tạo quy mô lớn, mà thay vào đó họ phát hiện ra sự tồn tại của một cung điện dưới lòng đất cao hơn 30 mét. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất được bao quanh bởi những bức tường đất có độ dày từ 4 đến 5 mét, chiều dài xung quanh cung điện dưới lòng đất là hơn 300 mét. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở giữa cung điện dưới lòng đất. Họ cũng tìm thấy bằng chứng chứng minh những mô tả của Tư Mã Thiên về các hồ và đường nước chứa đầy thủy ngân để mô phỏng các con sông và biển lớn của Trung Quốc. Các mô tả khác của Tư Mã Thiên như bẫy trang bị để hại bất cứ ai vào lăng mộ không được xác minh. Bề mặt của mộ không còn vững chãi, nhưng các cấu trúc dưới lòng đất hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Một buồng trung tâm đặt quan tài của Tần Thủy Hoàng và hầu hết các kho báu có giá trị vẫn không bị xáo trộn. Nơi đây chiếm đến 2 tháng 3 tổng diện tích, lăng mộ còn có chỗ chôn cho các phi tử của Tần Đế với 48 ngôi mộ nhỏ được tìm thấy. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện ra 98 căn phòng ngay bên cạnh khu vực của đội quân đất nung. Thông qua khai quật đường hầm binh mã, đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra vũ khí như cung nỏ, chiến xa, từng ngựa chúng đều không có dấu vết bị đốt cháy hay hư hại. Từ đây, các nhà khảo cổ cho rằng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chưa hề bị phá hủy và cũng không trống rỗng. Nguy cơ tiềm ẩn. Hơn nữa, các chuyên gia còn phát hiện ra đo nồng độ thủy ngân ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng cao gấp 280 lần mức bình thường. Họ ước tính lượng thủy ngân bên trong có thể lên tới 100 tấn.
mà thủy ngân là chất rất dễ bay hơi. Nếu như lăng mộ của Tần Thủy Hoàng thực sự đã bị mở ra thì thủy ngân sẽ không thể tồn tại lâu như vậy. Do đó, có thể thấy lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn nguyên vẹn dưới lòng đất. Theo số liệu thăm dò khảo cổ, lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc dãy núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Có chiều dài 260m từ đông qua tây và rộng 160m từ bắc sang nam, với tổng diện tích 41.600m2, tương đương diện tích 5 sân bóng đá quốc tế. Đây là lăng mộ lớn nhất trong triều đại Tần và Hán. Thế nhưng, các nhà khảo cổ đến nay vẫn chưa thể khai quật thêm vì lo ngại có thể làm hỏng lăng mộ và làm mất đi thông tin lịch sử quan trọng. Trước đó, nhiều cuộc khai quật đã vô tình gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Ví dụ như, năm 1870 cuộc khai quật thành phố cho Doherix Flyman dẫn dắt đã phá hủy mọi dấu vết chính của thành phố cổ do sự vội vàng của các nhà khảo cổ. Hay vào những năm 1950, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã mở một lăng mộ hoàng gia của triều đại nhà Minh ở Bắc Kinh và chứng kiến những vật liệu quý như lụa và giấy bị phân hủy ngay sau khi tiếp xúc ánh sáng ngoài trời. Kể từ đó, họ rất thận trọng trong việc tiếp cận những lăng mộ tương tự như lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Phát hiện này có thể mở đường cho nhiều nghiên cứu khác về sự giao thoa hai nền văn hóa Đông Tây ở thời kỳ này. Quả là nếu tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, ta có thể phát hiện ra những điều mới mẻ hoàn toàn có thể thay đổi suy nghĩ của cả thế giới. Hàng chục cảnh sát bủa vây bắt giữ cựu thủ tướng Pakistan. Hàng chục nhân viên an ninh Pakistan xông vào tòa án bắt giữ cựu thủ tướng Imran Khan. Ông Khan dường như biết trước mình sẽ bị bắt giữ. Hôm 9 tháng 5, ông Khan đến trình diện trước tòa án tối cao Islamabad. Khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay, ông Khan bị hàng chục nhân viên an ninh ập vào bắt giữ và đưa lên xe cảnh sát. Một đoạn video do CNN thu thập cho thấy, ông Khan đeo kính râm, tay chống cằm và tỏ vẻ thản nhiên khi lực lượng an ninh tìm cách phá cửa tòa án để bắt giữ mình. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, ông Khan bị hàng chục nhân viên an ninh trang bị khiên, dùi cui áp giải lên xe. Trước khi đến Islamabad, thủ đô Pakistan trình diện tòa án, ông Khan đã đăng video lên mạng xã hội, nói rằng mình sẵn sàng ngồi tù. Không cần điều động cảnh sát, lực lượng an ninh hay quân đội để bắt tôi. Nếu ai đó có lệnh bắt giữ, họ có thể gửi cho đội ngũ pháp lý và tôi sẽ tự nộp mình. Tôi sẵn sàng ngồi tù, ông Khan tuyên bố. Ngay sau khi ông Khan bị bắt, PTI, đảng do ông Khan lãnh đạo, đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội. Vào thời điểm các bạn nghe được những lời này, tôi đã bị giam giữ bởi những cáo buộc vô căn cứ. Có thể tôi không còn được sống để nói chuyện với các bạn một lần nữa, ông Khan nói trong đoạn video được chuẩn bị trước. Hãy đứng lên vì các quyền cơ bản của các bạn. Đã đến lúc chúng ta đấu tranh vì quyền lợi của mình, ông Khan kêu gọi người ủng hộ. Người phát ngôn đảng PTI, Fawad Chaudhry, cho rằng ông Khan bị bắt cóc ngay trong tòa án và bị những người không rõ danh tính đưa đến nơi không xác định. Đảng PTI đã kêu gọi những người ủng hộ ông Khan phong tỏa Pakistan. Đã đến lúc rồi, người dân Pakistan, ông Khan luôn ủng hộ chúng ta. Giờ là lúc chúng ta bảo vệ ông ấy, PTI đăng thông điệp lên Twitter. Theo Reuters, người biểu tình ủng hộ đảng PTI đã chặn nhiều con đường ở ba thành phố lớn là Karachi, Lahore và Peshawar. Cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Trong một bài viết trên Twitter, Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif kêu gọi người dân bình tĩnh và cho rằng ông Khan cần phải bị bắt giữ. Hãy để tôi nói rõ điều này, ông Khan đang bị xét xử vì hành vi tham nhũng. Ông ấy tìm cách để lật đổ hệ thống luật pháp và chính trị, ông Sharif cáo buộc. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Rana Sanala, cho biết Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia, NAP, đã thực hiện lệnh bắt giữ ông Khan. NAP là cơ quan chuyên trách chống tham nhũng ở Pakistan. Ông Khan bị cáo buộc phạm tội tham nhũng, Al Jazeera dẫn lời ông Sanala. Theo ông Sanala, vụ bắt giữ cựu thủ tướng Pakistan được thực hiện đúng luật. NAP hoạt động độc lập và chúng tôi không can thiệp vào công việc của họ, ông Sanala nói. Tháng 4 năm ngoái, ông Khan bị lật đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Cựu thủ tướng Pakistan sau đó bị cáo buộc hàng loạt tội danh. Ông cũng lãnh đạo phong trào biểu tình phản đối chính phủ hiện tại. Một câu chuyện về nghị lực phi thường mới đây được chia sẻ trên mạng về hành trình sống sót khi bị lạc một mình trong rừng rậm nhiều ngày của một phụ nữ trung tuổi. Kẹo mút và chai rượu vốn được đem làm quà tặng là tất cả những gì bà có để sinh tồn. Lạc trong rừng rậm 5 ngày, người phụ nữ sống sót nhờ kẹo mút và chai rượu. Australia, 5 ngày bị lạc trong khu rừng rậm, người phụ nữ ở Australia đã chờ được cảnh sát tới cứu nhờ những chiếc kẹo mút và một chai rượu. Trong tuyên bố hôm 6 tháng 5, cảnh sát bang Victoria của Australia cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy người phụ nữ 48 tuổi được nhắc tới với cái tên Lillian. Khi bị lạc vào khu rừng rậm xa xôi hẻo lánh ở địa phương, bà Lillian đã sống sót nhờ ăn kẹo mút và uống chai rượu vốn định tặng cho người mẹ. Theo Business Insider, trong lúc lái ô tô tới con đập Dartmouth để đi nghỉ, bà Lillian đã bị lạc đường. Sau khi đi vào đường cụt, bà cố quay đầu lại nhưng chiếc ô tô bị mắc kẹt. Do khu vực này không có sóng điện thoại nên người phụ nữ không thể gọi lực lượng cứu hộ. Vì bất ngờ không nhận được tin tức gì, người nhà của bà Lillian đã tới đồn cảnh sát báo cáo sự việc. Từ đây, các cơ quan chức năng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng trong vài ngày.
Đoạn video được cảnh sát bang Victoria đăng trên Twitter cho thấy khoảnh khắc chiếc trực thăng phát hiện được vị trí chiếc ô tô và bà Lillian đang vẫy tay về phía camera. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát tiến tới chỗ nạn nhân và giải cứu. Bà Lillian được tìm thấy cách thị trấn gần nhất 60 km. Do vấn đề sức khỏe, bà ấy không thể cố gắng đi bộ để tìm kiếm sự giúp đỡ nên đã ở lại cùng chiếc xe ô tô. Bà ấy có sự hiểu biết tốt nên không đi lang thang, trung sĩ Martin Topi của sở cảnh sát khu Đông Ga cho biết. Cũng theo ông Topi, do chỉ mang ít đồ cho chuyến đi chơi ngắn ngày nên bà Lillian chỉ có vài gói đồ ăn vặt, kẹo mút mà không có nước uống. Tuy nhiên, may mắn bà Lillian đã mua sẵn một chai rượu để tặng cho người mẹ và để trong xe ô tô nên bà đã vượt qua được cơn khát. Có lẽ may mắn vẫn còn mỉm cười lần này với bà Lillian. Chúc bà sẽ mau chóng hồi phục sức khỏe sau sự kiện khó quên này và chúc cho tất cả chúng ta sẽ không bao giờ phải rơi vào một tình huống tương tự như vậy.